để thực hiện tour đường đi thì ở đây tôi đậm hơi chịu nghe, tô đậm theo chiều ngang, phần còn lại tô nhạt. Tiếp đó là màu của bầu trời. Bầu trời tô nghiêng. Tất cả đều tôi nghe. Sau đó là tô phần đường đi. Phần đường đi chúng ta cũng chọn tô ngang. Chúng ta tô đậm ở dưới phần xe. Tô đậm ở phần viền đường. Chọn tô nghiêng.
5%. Đây, ở đây chúng ta cũng chọn tôm ngang và lợp đậm, lợp trên đã hoàn thành. Bé à, tô một cái ngôi nhà làm sao cho đều và đẹp. Rồi, để thực hiện tô ngôi nhà, chúng ta sẽ tô cái viền trước. Rồi, chúng ta sẽ tô viền ở bốn chỗ, những cái chỗ, những cái cạnh như thế này nè, các cạnh. Ô cửa sổ. Rồi, cặp mé và chúng ta tô viền ở cửa chính. Rồi, khi chúng ta thực hiện tô viền xong, chúng ta bắt đầu tô ở bên trong và chúng ta sẽ chọn tô ngang. Đấy, đặt cái viết màu nằm và chúng ta tô ngang. Khi chúng ta đặt tô màu nằm như thế này, chúng ta tô ngang và cố gắng xem lại có những chỗ nào còn trắng thì chúng ta tô lại, thì chúng ta tô ẩu như thế này, mà còn những chỗ trắng thì chúng ta tô lại một lần nữa cho nó đều. Rồi, khi chúng ta thực hiện tô ngang, chúng ta bắt đầu tô ô cửa sổ. Ô cửa sổ thì có thể là màu xám, màu vàng, để tạo ra những màu lợt. Ở đây chúng ta có thể tô đứng, và màu chúng ta cũng không cần viền nữa, tại vì chúng ta đã tô màu hồng rồi, chúng ta không cần viền nữa. Rồi, cái đó là chúng ta sẽ tô ô cửa chính. Ô cửa chính của căn nhà có thể là chúng ta sẽ chọn cái màu như là màu hồng đậm để tô cái phần bên trong. Và chúng ta có thể tô nửa bên đây, chúng ta chọn cái màu hồng đậm, chúng ta tô đậm thiệt đậm. Rồi từ đây chúng ta nhả cái tay cho cầm cái viết màu cho nó nhẹ, tô lợt lại để thấy được cái chiều sâu của bên trong cái cửa. Rồi, đây là cái chiều sâu của cái cửa. Rồi phần kế là chúng ta sẽ tô cái phần nóc nhà. Chúng ta cũng viền. Xong là chúng ta sẽ tô cây. Thì mình sẽ hướng dẫn cái phần tô cây. Để tô cây thì chúng ta sẽ chọn cái màu nâu. Chúng ta tô đậm ở phần mé dưới. Đó, tô đậm ở phần bên đây. Nếu mình tô đậm phần bên đây thì mình sẽ chừa trống bên đây. Rồi ở đây chúng ta sẽ tô đậm phần dưới, phần trên chúng ta bỏ. Rồi bên đây chúng ta sẽ tô đậm phần trên, tại vì đây, đây. Bên đây mình đậm thì bên đây mình sẽ đậm. Rồi cái phần bên kia thì mình sẽ tô nhạt lại. Cầm cái viết màu nhẹ lại. Vậy là cái cây của chúng ta đã hoàn thành, để chúng ta nhìn giống như là một cái cây thật. Rồi sau đó chúng ta bây giờ chúng ta chọn cái màu để tô cây. Bây giờ mình chỉ sẽ tô cây như thế này. Đó, chúng ta lấy màu xanh nhẹ, chúng ta tô rơi vài lá. Thì cái đọt chúng ta thấy nó màu xanh nhạt ha, chúng ta vơi rơi xung quanh nhiều lá. Rồi cái đó là chúng ta có thể lấy màu vàng, thì trên cây có màu vàng, chúng ta rơi vài lá. Rồi chúng ta có thể lấy màu cam, đó là những cái lá già. Có một số cái lá già ở trên cây nó nằm ở trận sát ở trong cành cây, thì chúng ta chọn cái màu cam chúng ta tô. Rồi bây giờ khi chúng ta đã chấm những cái màu này xong, chúng ta bắt đầu tô cái cành cây. Ở đây chúng ta cũng không cần viền ở bên trong, tại vì bên trong cũng đã có màu. Và cái màu xanh này chúng ta có thể tô chồng lên, tại vì màu xanh mà cộng với màu xanh lá này cộng với màu vàng thì nó sẽ xanh lá cộng với xanh lá kết hợp với xanh lá thì nó sẽ vẫn ra cái màu xanh lá đó luôn. Và ở viền chúng ta có thể tô đậm nếu bên đây.
Rồi khi chúng ta đã tô xong cái phần viền này, nó sẽ tô viền ở bên kia. Đây, tô viền. Rồi ở hình này thì chúng ta có thể tô đứng, xéo, và chúng ta tô đứng. Đứng thì chúng ta chọn tô đứng hết. Đấy, chúng ta có tô đậm đi nữa thì cái màu chúng ta nó vẫn hòa quyện vào nhau và nó không có bị chuyển nào nhiều. Màu vàng thì nó vẫn ra màu xanh lá. Tô đứng thì chúng ta sẽ tô đứng hết. Có thể đặt cái viết nằm. Rồi, vậy là cái phần nhà và cây chúng ta đã thực hiện xong. Và chúng ta có thể tô cái phần những cái ngôi nhà khác tương tự như vậy, nhưng chúng ta sẽ đổi màu đi. Đổi màu đi để làm cho cái bức tranh của mình sinh động hơn. Và phần hướng dẫn về tô nhà và cây của mình là kết thúc. Và khi chúng ta tô xong thì cái bức tranh này nó sẽ hoàn thành.